Vâng, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với video phân tích nhận định liên kèo của Bô Bóng Đá. Và đêm ngày hôm nay thì tâm điểm mọi sự chú ý sẽ đổ dồn vào cặp đấu bán kết đầu tiên của UEFA Euro 2024, cặp đấu giữa đội tuyển Tây Ban Nha đối đầu với đội tuyển Pháp. Thì đây là một cái trận đấu cân bằng khi nhà cái đang niêm yết cái tỷ lệ kèo, đó chính là đội tuyển Tây Ban Nha và đội tuyển Pháp đồng trái hòa, đồng banh không trái hòa. Cả trận tài xỉu trận này nó là 2 trái hòa, hiệp 1 đồng banh tài xỉu 0.75. Thì đâu sẽ là những cái mã kèo tốt để anh em chúng ta chơi đây? Chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phân tích cái trận đấu này. Hành trình đi tới với cái trận bán kết này của đội tuyển Tây Ban Nha là hết sức ấn tượng khi mà họ đã trải qua 5 trận đấu toàn thắng từ đầu giải đến nay. Thì họ đang thể hiện một cái phong độ rất là cao và hứa hẹn sẽ mang đến nhiều cơ hội có thể giành chức vô địch tại một giải năm nay. Còn đối với đội tuyển Pháp thì hành trình đến với cái vòng bán kết này không ổn định, không thực sự là ấn tượng cho lắm khi mà 3 trận thắng họ có được đến thời điểm này là 3 trận thắng không thuyết phục. 2 trận thắng đến từ những cái tình huống đã phản ánh nhà trong trận đấu giữa đội tuyển Áo và đội tuyển Bỉ. Trong trận đấu thắng Bồ Đào Nha thì phải bước vào loạt luân lưu khi mà hai bên đã hòa nhau 0-0 trong 120 phút. 2 trận hòa của họ tại cái kỳ Euro này đó chính là trận đấu hòa 1-1 trước Ba Lan này và trận hòa 0-0 trước Hà Lan. Đó là những cái kết quả có được của đội tuyển Pháp tại cái vòng chung kết Euro năm nay. Còn về cái tình hình hiện tại, theo mình đánh giá đến cái trận chung kết này thì đến cái trận bán kết này thì mọi những cái yếu tố trước đó xem rằng nó không còn quá quan trọng nữa. Trận đấu này đội tuyển nào thể hiện được cái bản lĩnh của mình hơn thì đội tuyển đó có thể sẽ giành được chiến thắng. Về lịch sử đối đầu thì trong các trận đấu gần đây thì chúng ta đang thấy được đây, đội tuyển Pháp và đội tuyển Tây Ban Nha đối đầu với nhau 9 trận đấu gần đây nhất thì tỷ lệ thắng của đội tuyển Tây Ban Nha là cao hơn khi mà họ đã có được 5 chiến thắng, 1 hòa và 3 trận thua. Tỷ lệ thắng kèo của họ là 57,1%, cũng khá là tốt. Còn những cái kết quả gần đây của đội tuyển Tây Ban Nha thì anh em chúng ta đã thấy đây, trong những cái trận đấu gần đây mà đội tuyển Tây Ban Nha thi đấu thì thành tích thi đấu kèo của họ cũng khá là ấn tượng khi mà 7 trận đấu gần đây thì thắng lên tới 5 trận, hòa 1 trận và chỉ để thua 1 trận duy nhất thôi. Đó rõ ràng là một cái kết quả rất là ok của đội tuyển Tây Ban Nha. Còn đội tuyển Pháp thì rất là tệ, 10 trận đấu gần đây thì họ thua tới 8 trận trong cái thị trường kèo châu Á. Thì rõ ràng đó là một cái kết quả cực kỳ tệ của đội tuyển Pháp và chúng ta không có quá nhiều những cái sự hứng khởi cho đội tuyển Pháp vào cái thời điểm này. Thì về mặt con số thống kê thì chúng ta đang thấy được đội tuyển Tây Ban Nha là đội tuyển thi đấu ấn tượng hơn, có những cái chỉ số tốt hơn. Và về mặt con người lực lượng thì lúc này hai bên cũng có một cái sự cân bằng khá là tương đồng khi mà cả hai bên đều đang sở hữu một cái dàn sao cực kỳ chất lượng. Trong cái trận đấu bán kết này, bên phía đội hình của đội tuyển Tây Ban Nha thì thiếu vắng đi một vài cái tên khá là quan trọng. Trong đội hình của họ chắc chắn sẽ không thể có sự góp mặt của Petri cho chấn thương trong cái trận đấu tứ kết với đội tuyển Đức này. Darien Carvajal thì trong trận đấu với đội Đức thì đã gặp một cái tấm thẻ đỏ và chắc chắn vắng mặt rồi. Robin Nordmang thì bị treo giò. Thì chúng ta đang thấy được đội hình của đội tuyển Tây Ban Nha đang bị thiếu vắng đi ba cái tên khá là quan trọng. Còn bên phía đội hình của đội tuyển Pháp thì họ không thiếu vắng đi bất kỳ một cái tên nào cả, hoàn toàn có thể tung ra sân những cái con người chất lượng nhất. Còn bên phía đội hình của đội tuyển Tây Ban Nha vẫn có những cái con người như thế này đây, rất là uy tín, rất là ok, rất là có một cái phong độ cao. Trong khung thành của họ có thủ thành Onasimo, bộ tứ vệ Marco Kurena, Emerick Laporte, Nacho Fernandez và Jesus Navas. Jesus Navas có thể sẽ thay thế cho Darien Carvajal. Còn trên hàng tiền vệ thì ba cái tên sẽ là Fabian Ruiz, Rory và Dani Olmo. Còn trên hàng tấn công sẽ là Nico Williams, Alvaro Morata và Lemian Zaman. Còn bên phía đội hình của đội tuyển Pháp sẽ là thủ thành Manmanen này, bộ tứ vệ Jurek Kunde, Dajot Upamecano, William Saliba và Theo Hernandez. Còn trên hàng tiền vệ sẽ là những cái tên N'Golo Kanté, Aurélien Tchouaméni và Adrien Rabiot. Trên hàng tấn công vẫn sẽ là bộ ba quen thuộc Antoine Griezmann, Darren Kolomouani và Kylian Mbappé. Thì với những con người như thế này thì chắc chắn đây sẽ là một trận đấu siêu kinh điển rồi. Thì chúng ta sẽ đi vào phân tích cái bảng kèo hiện tại xem lúc này hai bên đang có những cái mã kèo nào tốt để chúng ta lựa chọn chơi nhé. Với những cái mức kèo như thế này thì chúng ta có thể lựa chọn cho mình một cái mã kèo sáng, đó chính là mã kèo siêu trận hai hòa. Chúng ta đang thấy được đây cái tỷ lệ đó chỉ là 2 bàn thắng thôi. Thế nhưng mà từ đầu giải đến nay rất khó để đội tuyển Pháp vượt qua cái mức kèo này, hầu như trận đấu nào cũng xỉu thôi. Khi mà đặc biệt đây lại là một cái trận đấu cực kỳ quan trọng, trận đấu bán kết nữa, thì viễn cảnh mà đội tuyển Pháp sẽ kéo trận đấu này vào hiệp phụ với một trận đấu không có bàn thắng cũng rất là cao, giống như cái cách mà họ vượt qua đội tuyển Bồ Đào Nha vậy. Thì trong trận đấu này mình nhận định rằng mã kèo xỉu trận và mã kèo xỉu hiệp 1, xỉu cả trận nữa, đó là hai cái mã kèo sáng trong cái trận đấu này. Còn mã kèo đội bóng nào giành được chiến thắng trong cái trận đấu này thì rất là khó nói. Kịch bản trận đấu này mình đánh giá cao về một kết quả hòa, thì mình sẽ lựa chọn cho mình cái mã kèo
xỉu, xỉu trận và xỉu hiệp 1 với hai mã vị tỷ số 00 và 11. Đó là hai mã vị tỷ số theo mình đánh giá sẽ có khả năng xảy ra rất là cao. Trận đấu này mã kèo góc chỉ đặt 8.5 thôi, thế nhưng mà cũng rất khó để có thể vượt qua. Mình đánh giá trong trận đấu này không có nhiều góc đâu. Anh em cũng có thể lựa chọn cho mình cái mã kèo xỉu. Còn rất nhiều những cái mã kèo khác đây. Rất nhiều những cái mã kèo tốt đấy anh em có thể chơi. Trên thị trường kèo châu Á có rất nhiều những cái mã kèo đặc biệt. Thì anh em có thể lựa chọn cho mình một vài mã kèo đặc biệt để có thể thi đấu trong cái trận đấu này. Đây. Rất nhiều những cái mã kèo khác nhau, anh em có thể thoải mái lựa chọn. Việt vị ném biên đá phạt trực tiếp này rất nhiều. Thì chung quy lại những cái mã kèo này là những cái mã kèo khá là tốt rồi, thì anh em có thể lựa chọn chơi sớm cho cái trận đấu này. Anh em trúng máu thì anh em có thể theo, trái máu thì hoàn toàn có thể đánh khác đi được. Anh em nào cần những cái sự chắc chắn hơn, cần những cái sự tư vấn chất lượng thì hãy ngay lập tức kết nối qua địa chỉ mà mình đang ghi ở trên màn hình đây để có được những cái sự tư vấn hiệu quả nhất, có được những cái mã kèo chất lượng nhất. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong những cái trận đấu tiếp theo.